Trở lại với chương trình La bàn đầu tư. Chương trình La bàn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VnDirect được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì có tôi là Lương Duyên và anh Tuấn Hoàng. Chúng tôi là chuyên gia đến từ trung tâm tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VnDirect. Hy vọng rằng chương trình của chúng tôi sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư những thông tin hữu ích để giúp quý nhà đầu tư hoàn thiện hơn trong quá trình đầu tư của mình. Sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào thông tin chi tiết của chương trình. Chương trình của chúng tôi cũng như mọi khi thì gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là thông tin vĩ mô, phần thứ hai đó là lãi suất tiền tệ và ngân hàng, phần thứ ba đó là kênh cổ phiếu, phần thứ tư là kênh tài sản khác và phần cuối cùng đó là phần câu chuyện đầu tư. Sau đây, trong quá trình chúng tôi live stream thì quý nhà đầu tư hãy để lại câu hỏi ở dưới phần comment và đến cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Đi vào phần đầu tiên đó là về phần thông tin vĩ mô, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 6,5% trong quý 2. Thì Cục Phân tích Kinh tế Mỹ ước tính GDP quý 2 của Mỹ tăng trưởng 6,5%, thấp hơn dự phóng là 8,4%. Các số liệu chính xác bao gồm, thứ nhất đó là tiêu dùng cá nhân tăng 11,8% so với dự phóng là 10,5% cho quý 2 và chỉ cao hơn 0,4% so với quý 1. Thứ hai đó là tổng đầu tư tư nhân nội địa giảm 3,5% do lượng tồn kho và đầu tư cho nhà mới gặp nhiều khó khăn với giá mua nhà liên tục tăng. Và thứ ba đó là chi tiêu chính phủ đang chậm lại và giảm 10,4% trong quý 2. Và chúng tôi đánh giá với mức tăng 6,5% sẽ rất ấn tượng trước COVID-19 nhưng bây giờ đang gây những cái thất vọng đối với triển vọng kinh tế Mỹ. Với biến thể Delta đang khiến số ca mắc mới tăng nhanh và Goldman Sachs đã hạ dự phóng quý 3 và quý 4 của Mỹ là 1% cho cả quý 2 và chỉ còn lần lượt là 8,5% và 5%. Và chúng ta nhận thấy rằng là trong cái buổi họp gần đây nhất của Fed cũng đưa ra rằng là Fed sẽ không nâng lãi suất cho trong ngắn hạn. Chính vì vậy mà việc mà Fed không nâng lãi suất thì cho dù cái nền kinh tế có thể bị trục trặc đôi chút, nhưng mà việc Fed đưa ra cam kết như vậy thì thông thường là giá tài sản nói chung cũng rất là khó giảm. Và trong trường hợp như thế thì nếu như mà cái tài sản công ty nào mà giá rẻ thì quý vị có thể tiếp tục mua vào. Tuấn luôn nói rằng là khi mà Covid xảy ra thì có một số doanh nghiệp sẽ bị đóng cửa lại với họ, tức là họ sẽ không còn cơ hội làm ăn kinh doanh. Nhưng ngược lại sẽ có một số các công ty được hưởng lợi từ quá trình đóng cửa do Covid đó. Như kiểu Zoom chẳng hạn là một cái phần mềm chúng ta đang sử dụng rất nhiều để họp online bây giờ chẳng hạn, thì đó là những tài sản mới. Thì việc mà Fed đưa ra chính sách như vậy thì tôi tin rằng là giá cổ phiếu rất là khó giảm, nhất là chúng ta phải chọn những cổ phiếu mà có câu chuyện tăng trưởng tiếp tục diễn ra. Vâng, và chúng ta sẽ sang tin tiếp theo, tin thứ hai, đó là biến thể Delta đang thay đổi suy nghĩ toàn thế giới về việc tiêm vaccine. Thì số lượng liều tiêm vaccine toàn cầu sau hơn một tháng giảm, nay đã tăng trở lại khi mà biến thể Delta đang làm tăng số ca nhiễm và tử vong. Và mặc dù như vậy, nhưng mà khu vực bị ảnh hưởng nặng nề hơn như là Đông Nam Á lại không có sự tiếp cận công bằng với vaccine như những nước giàu có khác. Và chúng tôi đánh giá với tin tức này đó là vaccine trước đây không được ủng hộ hoàn toàn ở phương Tây và nơi đã mở cửa kinh tế trở lại. Tuy nhiên thì sự lây lan rộng lớn của biến thể Delta đang khiến rất nhiều người thay đổi ý định với việc tiêm vaccine và với mong muốn cuộc sống trở lại bình thường như trước dịch. Vâng ạ, bây giờ chúng ta đang thấy rằng là cái việc mà vaccine ấy, nó tiêm vaccine nó sẽ quyết định cái việc mà nền kinh tế có phục hồi hay không. Quay lại câu chuyện Việt Nam hiện tại thì Việt Nam mình cũng đang trong cái đợt dịch Covid lần thứ tư này và cũng đang rất là gay gắt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở ngoài Hà Nội mình cũng đâu đó cũng đang bắt đầu có những dấu hiệu mà số ca nhiễm lây nhiễm trong cộng đồng tăng lên. Thì khi mà nền kinh tế muốn phục hồi ấy, đặc biệt là những cái ngành mà bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi dịch như kiểu ngành hàng không này, hay một số ngành dịch vụ như ăn uống này, ví dụ vân vân như vậy, thì những ngành đấy chỉ có thể phục hồi khi mà cái tỷ lệ tiêm vaccine COVID nó ở mức cao, có thể lên đến khoảng 6-70% nền kinh tế, thì lúc đó chúng ta mới quay lại để review lại những cái cổ phiếu mà bị ảnh hưởng này. Còn thời điểm hiện tại Tuấn như Tuấn nói là chúng ta sẽ ưu tiên những cổ phiếu mà được hưởng lợi do quá trình COVID diễn ra. Vâng, tin tiếp theo của chúng tôi trong phần thông tin vĩ mô đó là xu hướng quy hoạch điện quốc gia, năng lượng tái tạo sẽ lên ngôi vào năm 2045.
thì Quy hoạch điện 8 sẽ chứng kiến sự thay đổi trong cấu trúc điện của Việt Nam với trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo từ 13% năm 2020 lên 29% vào năm 2030 và trở thành nguồn năng lượng chính với mức 44% vào năm 2045. Và với thông tin này thì chúng tôi đánh giá Việt Nam đang đứng thứ tư châu Á về công suất điện tái tạo và thứ 8 thế giới về năng suất thiết kế điện mặt trời, cho thấy định hướng đang đi đúng với xu hướng phát triển của thế giới. Vâng ạ, thì chúng ta nhìn trong cái biểu đồ này, ví dụ năm 2030 này, thì cái năng lượng tái tạo nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 29%, nhưng mà sang đến năm 2045 thì dự kiến là năng lượng tái tạo chiếm khoảng 44%, thủy điện sẽ bị giảm dần, nhiệt điện than cũng giảm dần. Đó, nhiệt điện khí thì đương nhiên là tăng nhẹ một chút. Thì cái đối với nhiệt điện khí là vẫn có muốn comment lại một chút, đó là này. Nhiệt điện khí hiện tại từ trước nay thì gas là công ty chịu trách nhiệm đầu mối cung cấp khí cho các nhà máy điện tại Việt Nam, điện khí tại Việt Nam, thì do một số cái tranh chấp về địa chính trị tại khu vực Biển Đông khiến cho dần dần cái lượng khí về cũng không đủ. Chính vì vậy một khoảng thời gian qua thì có câu chuyện rằng là gas sẽ là công ty đứng ra đầu mối nhập khẩu khí và dầu từ nước ngoài về, và một số kho mà họ được xây dựng, ví dụ như kho ở Thị Vải, kho cảng Thị Vải. Đó, thì trong trường hợp như thế thì rõ ràng là gas sẽ là một công ty sẽ được hưởng lợi khi mà họ được đầu mối nhập khẩu các nguồn khí đầu vào cho mảng điện khí. Đó, thì đấy là một cái cây mà chúng ta thể nghiên cứu và xem xét. Một cái trường hợp thứ hai đó là khi mà cái lượng điện tái tạo tăng lên, mà trong cái đó thì chúng ta biết rằng là do cái thay đổi công nghệ khiến cho cái giá thành sản xuất điện tái tạo ngày càng giảm đi, và việc giá thành điện tái tạo ngày càng đi thì gián tiếp khiến cho cái giá thành sản xuất điện cũng giảm đi. Và giá thành sản xuất điện giảm đi thì diễn biến tiếp theo sẽ là tăng nhu cầu sử dụng cái loại điện này, và ô tô điện là một cái xu thế của tương lai. Và tôi tin rằng là ô tô điện bây giờ mới đang manh nha, và VinFast đang là công ty đầu tiên tiên phong của Việt Nam đang đi hướng theo con đường này, thì tôi tin rằng là cái trend về ô tô điện chưa kết thúc ngay, mà bây giờ bắt đầu mới khởi đầu. Và trong khởi đầu đấy thì đương nhiên rằng là chúng ta lựa chọn cái công ty nào thành công trong mảng xe điện có thể là khó, nhưng chúng ta có thể nhìn một chuỗi giá trị. Ví dụ như để làm ra một chiếc xe điện, chúng ta cần một cái mui xe chẳng hạn, đúng không ạ? Hay cần một cái con pin, hay là để làm ra pin chúng ta cần một số cái kiểu phốt pho này, rồi cần một số thứ như đất hiếm này, coban này, vân vân, rất nhiều thứ. Thì trong cái trường hợp thế thì tôi nghĩ rằng là khi chúng ta bet vào trường hợp là tương lai xe điện sẽ mạnh lên, chúng ta có thể nhìn một chuỗi giá trị và chúng ta lại lựa chọn cái vị trí nào mà có cơ hội nhiều nhất. Và phần này chúng ta sẽ thảo luận trong phần sau. Quý vị có thể đặt câu hỏi trong phần comment live stream, và tí nữa Tuấn và bạn Duyên sẽ cố gắng trả lời quý vị anh chị ạ. Dạ vâng, đó là chúng tôi đã vừa đi qua phần thông tin vĩ mô. Và tiếp tục đó là chúng tôi sẽ chuyển sang phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Với phần này, thông tin đầu tiên đó là trong tháng 7 năm 2021 thì Ngân hàng Nhà nước nối room tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng. Và trong tháng 7 thì Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận về việc nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2021 cho một số ngân hàng. Trong đó thì ba ngân hàng được nối room cao nhất bao gồm có TB Bank, TCB và MBB. Và các ngân hàng được nối room tín dụng hầu hết là những ngân hàng đã đáp ứng tốt tiêu chuẩn Base 2, và một số ngân hàng thì đang bước sang lộ trình của Base 3. Và khi mà các ngân hàng thương mại gần chạm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thì họ không thể tiếp nhận nhiều hồ sơ vay vốn, và đồng thời thì sẽ khắt khe hơn trong việc lọc khách hàng vay để chọn hồ sơ tốt nhất. Và room tín dụng và với việc mà room tín dụng hạn chế thì cũng làm tăng lãi suất cho vay. Và ở đây thì chúng tôi sẽ đánh giá đó là dư địa tín dụng tăng giúp cho giảm lãi suất và đáp ứng mục tiêu hỗ trợ cho nền kinh tế. Ở đây chúng ta có thể nhận thấy rằng là có hai ngân hàng được hạn mức điều chỉnh tín dụng rất là cao, gồm có TB Bank với 17.4% và Techcombank là 17%. Tuấn comment thêm một chút rằng là đối với cả chuẩn Basel 2 thì Techcombank đã được đáp ứng cái này từ rất là sớm và tỷ lệ K của họ rất là cao, khoảng 15-17% rồi đấy. Thì trong cái trường hợp mà K nó cao như vậy thì cái việc mà tăng trưởng tín dụng trong tương lai dài hạn khoảng 4-5 năm nữa thì Techcombank nhiều khả năng cái khả năng tăng trưởng tín dụng của họ cũng còn tiếp tục rất là mạnh đó. Thì đấy, chúng ta cần phải nhìn lại câu chuyện như vậy. Và thứ hai, có một số do việc K của Techcombank còn có rất nhiều dư địa thì có một số thông tin rằng là Techcombank nhiều khả năng sẽ được nới room lên tầm khoảng 20%. Tuy vậy thì cái này nó chỉ là thông tin ngoài lề đây Tuấn, nó chưa phải là một thông tin chính thức, nhưng Tuấn đang nói góc độ cơ bản thì những doanh nghiệp nào mà có tỷ lệ K rất là cao này
LDR ở mức vừa phải, đáp ứng được tiêu chuẩn nhà nước nhưng mà K rất là cao, thì đó là công ty đóng đây thể theo dõi hơn trong thời gian sắp tới. Techcombank có thể là một cái trường hợp mà Tuấn đề xuất quý vị theo dõi thêm. Và tiếp theo của phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng, đó là tháng 6 tháng năm 2021 thì lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh tăng 22,34%. Và theo Ngân hàng Thế giới thì năm 2020, lượng kiều hối về Việt Nam đạt 17,2 tỷ USD, xấp xỉ gần 5% GDP. Và Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất trên thế giới. Và trong 5 năm qua thì Ngân hàng Thế giới ước tính tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt khoảng 71 tỷ USD, tăng trưởng trung bình 6% mỗi năm. Và theo Ngân hàng Nhà nước thì lượng kiều hối đổ về thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 3,2 tỷ USD, tăng 22,34% so với cùng kỳ năm 2020. Và dự báo năm 2021 thì kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 6,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2020. Và ở đây thì chúng tôi đánh giá việc đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng tại nhiều quốc gia trên thế giới sẽ khiến hoạt động kinh tế nhanh chóng được phục hồi hơn và dẫn đến là thu nhập của người dân được cải thiện, và từ đó thì lượng kiều hối về Việt Nam sẽ tiếp tục được khả quan hơn. Vâng, thì đối một nền kinh tế vĩ mô vững mạnh thì thông thường nó có mấy nguồn: một là FDI, hai là tình hình cán cân xuất nhập khẩu ở dương, thứ ba là kiều hối. Thì kiều hối là một trong những trụ mà rất là quan trọng để giữ ổn định được vĩ mô. Và Việt Nam mình thì do là một đất nước mà xuất phát điểm vẫn là một đất nước đang phát triển, tức là kém phát triển ở đất nước thứ ba. Chính vì vậy mà kiều hối nó đóng một cái trụ rất là quan trọng trong cái việc ổn định vĩ mô. Và trong cái trường hợp mà chúng ta nhận thấy rằng là kiều hối của Việt Nam nó tăng trưởng rất là đều đặn như vậy, thì tôi tin rằng là nền kinh tế vĩ mô Việt Nam mình vẫn rất là vững chắc và sẽ có nhiều dư địa cho chính phủ thực hiện cái chính sách tài khoá. Dạ vâng, đó là về phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Quý nhà đầu tư hãy để lại comment nếu như mà có câu hỏi cho chuyên gia của chúng tôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang kênh cổ phiếu. Thanh khoản thị trường chứng khoán giảm, tâm lý thờ ơ và ngại ngần của nhà đầu tư. Thì tính đến hết phiên giao dịch ngày 29 tháng 7 của tuần trước, thì giá trị giao dịch trên sàn HOSE trong tháng 7 đã giảm 20% so với tháng 6 và giảm nhẹ 3,5% so với tháng 5. Và thanh khoản tháng 7 giữ ở mức như hiện tại nhờ những phiên đầu tháng 7 thị trường vẫn đang bứt phá theo đà của tháng 6. Còn hiện tại thì giao dịch trên HOSE đã liên tục giảm dần đều và các phiên gần đây chỉ bằng khoảng 60 đến 70% thanh khoản hồi đầu tháng. Và thanh khoản giảm đã phản ánh sự thờ ơ và tâm lý ngại ngần của nhà đầu tư khi mà thị trường chưa có những tín hiệu chắc chắn để thực hiện những cái quyết định. Và ở đây thì chính sách tiêm chủng vaccine sẽ kích thích sự phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021. Anh Tuấn có đánh giá một chút về thị trường không ạ? Vâng ạ, thì chúng ta biết rằng là khi thông thường ấy, thì khi mà thanh khoản thường sẽ giảm khi mà cái giá của cổ phiếu lao dốc, đấy là chuyện bình thường từ trước nay. Khi mà Tuấn đầu tư từ năm 2012 đến bây giờ thì câu chuyện thường thường luôn luôn là như thế, tức là khi nào mà các cổ phiếu giảm thì tự nhiên thanh khoản cũng giảm theo đó. Trong trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải nhìn lại định giá, ví dụ như định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam bây giờ đâu đó khoảng 16 lần, thì nó là một mốc gọi là trung bình của 5 năm. Và trong mốc trung bình 5 năm thì Tuấn tin rằng là giá cổ phiếu khó mà có thể giảm sâu, và nếu giảm sâu đó là một cơ hội rất là tốt để chúng ta tích lũy thêm cổ phiếu. Và lúc này thì có hai cái câu chuyện, hai cái theme để đầu tư. Một là câu chuyện là những cổ phiếu nào mà bị giảm rất là sâu rồi mà nó sẽ phục hồi lại, tức là do Covid khiến cho cái kết quả kinh doanh nó đi xuống và bây giờ hết Covid nó sẽ phục hồi lại, thì đó là những ngành như kiểu ngành hàng không hay ngành bán lẻ. Vì vậy thì cái câu chuyện đấy nó sẽ phục hồi, thì mình phải cần phải chờ nhìn lại cái tiêm Covid nó như nào, tức là tiêm phòng tiêm vaccine Covid nó đến đạt lúc như nào và tiến độ xử lý dịch của nhà nước ra sao. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện là những doanh nghiệp được hưởng lợi khi mà Covid xảy ra. Một số doanh nghiệp hưởng lợi mà Tuấn còn nói rất nhiều, đó là những công ty như kiểu gọi là FPT chẳng hạn. Khi mà Covid đến thì khiến cho FPT họ có nhiều hợp đồng hơn, hay là câu chuyện DGC chẳng hạn đó, hay là câu chuyện của VTB đó. Thì đấy là chúng ta cần phải nhìn lại là những công ty nào mà đang được hưởng lợi do dịch Covid, thì tự nhiên rằng là nó sẽ tiếp tục, đây là một cơ hội chúng ta mua vào. Và ngoài ra thì Tuấn muốn đánh giá rằng là trong cái cơ cấu của thị trường chứng khoán ấy thì 34-35% đến từ ngành ngân hàng và khoảng 20 đến 24% là đến từ ngành bất động sản. Trong trường hợp mà chúng ta bet rằng là thị trường sẽ phục hồi trở lại
thì ngoài ngành ngân hàng, chúng ta thể bet thêm vào ngành bất động sản. Ngành bất động sản là ngành mà sẽ có rất nhiều câu chuyện trong 6 tháng cuối năm khi mà họ hạch toán lợi nhuận. Và trong ấy đấy thì như trung tâm tư vấn đầu tư thì rất là ưa thích hai doanh nghiệp là Vinhome và Nam Long. Thì đó là một vài cái câu chuyện để quý vị có thể tham khảo trong việc mình giải ngân trong thời gian tới. Đó thì có một vài câu chuyện như vậy. Vâng. Tiếp theo của kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi có đề cập đến mã cổ phiếu đó là Vincom Retail VRE tăng trưởng trong bối cảnh thách thức. Và kết quả hoạt động kinh doanh chính của Vincom Retail vẫn ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại. Và tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.510 tỷ đồng bằng 92,7% so với cùng kỳ năm 2020 và doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ liên quan tăng 5%, doanh thu chuyển nhượng bất động sản bằng 32,4% so với cùng kỳ. Và tổng trong quý 2 thì Vincom Retail cho biết là đã giải ngân 350 tỷ đồng để hỗ trợ các khách hàng chưa chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong kỳ tăng 12,9% so với cùng kỳ và kết thúc nửa đầu năm 2021 thì Vincom Retail có doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt là 13% và 40%. Và với quy mô tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 thì Vincom Retail vận hành 80 trung tâm thương mại tại 43 tỉnh và thành phố trên toàn quốc. Anh Tường có đánh giá gì về mã VRE ạ? Mã VRE là một công ty có rất nhiều lợi thế, họ có lợi thế về thương hiệu này, họ lợi thế về về cái quỹ đất này, đúng không? Tuy vậy thì ở góc độ ngược lại thì cái định giá của Vincom Retail luôn luôn ở mức cao hơn rất nhiều so với các trung bình ngành. Đó thì đấy là cái vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ trước khi đầu tư vào Vincom Retail. Ok, thì câu chuyện thông thường thì các công ty mà còn tăng trưởng thì thông thường là giá cổ phiếu cũng còn tăng. Đấy, kinh nghiệm của Tuấn trong thời gian đầu tư, tức là mặc dù giá cổ phiếu vẫn còn đắt nhé, nhưng mà chừng nào nó có tăng trưởng thì giá cổ phiếu còn tăng. Ngược lại thì khi mà chẳng may những công ty mà đang ở mức giá đắt đấy thì khi nó ngừng tăng trưởng ngay lập tức là giá cổ phiếu giảm rất là sâu. Đó thì đấy là một cái mà Tuấn muốn comment. Tuy vậy thì Vinfast VT vẫn đang hoạt động rất là hiệu quả. Dạ vâng, và lúc nãy anh Tuấn có nhắc đến mã cổ phiếu Nam Long và Vinhome và bây giờ là VRE thì tất cả những mã cổ phiếu này của chúng tôi đều có ở trên chương trình cổ phiếu 360 độ và quý nhà đầu tư hãy theo dõi những chương trình này của chúng tôi trên page Trung tâm Tư vấn Đầu tư. Và tiếp theo đó là của kênh cổ phiếu thì chúng tôi sẽ cập nhật hiệu quả danh mục tăng trưởng tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2021. Thì danh mục tăng trưởng từ đầu năm đến nay thì đạt 42,6% so với VN Index là 15,5%, gấp 2,7 lần. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh tài sản khác. Bất động sản gỡ nút thắt cho xây dựng chung cư cũ và chính phủ ban hành nghị định 69/2021/NĐ-CP thay thế nghị định trước đây về cải tạo và xây mới chung cư, quy định rõ ràng và có nhiều điểm mới. Coi dự án cải tạo xây mới là dự án tái định cư để áp dụng quy định về thu hồi giao đất theo quy định của luật đất đai và cho phép chủ đầu tư phân kỳ dự án không phải dành quỹ đất cho xây dựng nhà ở xã hội và quy định rõ đối tượng nhà chung cư phải cải tạo và xây mới làm cơ sở để đẩy nhanh tiến độ dự án và quy định hệ số bồi thường rõ ràng từ 1 đến 2 lần diện tích cũ. Và với tin tức này thì chúng tôi đánh giá tăng quỹ đất nội đô tại thành phố lớn cho các dự án bất động sản và thị trường căn hộ chung cư cũ sẽ sôi nổi và thu hút quý nhà đầu tư hơn. Anh Tuấn có đánh giá gì về kênh bất động sản không ạ? Vâng, trước khi đánh sang đánh giá này thì Tuấn muốn comment rằng là quý vị nhà đầu tư có thể tham khảo cái danh mục tăng trưởng này ở trên cái trang web Facebook đầu tư tích sản VN-Direct tích sản đầu tư tăng trưởng bền vững. Quý vị có thể lên lên Facebook, quý vị search là VN-Direct tích sản đầu tư tăng trưởng bền vững, và hoặc là tí nữa bạn Viên sẽ gửi cho chị một cái mã QR code và quý chị anh chị có thể vào cái mã QR code đó để quét vào mã của chúng tôi. Về câu chuyện về bất động sản chung cư này thì thực ra là câu chuyện này cũng không mới lắm. Nhất là gần đây thì theo luật đất đai đang có cái nghị định mới ra đời cho phép rằng là các chung cư mới xây có thời hạn khoảng 50 đến 70 năm, và sau cái thời hạn đấy thì cái chung cư ấy thì thuộc về sở hữu của nhà nước. Cái nguyên nhân như vậy là để cho nhà nước có thẩm quyền để có thể có người đứng ra để xây lại chung cư khi mà chung cư nó kiểu như là bị thoái hóa, tức là bị kém đi ấy, thì có thể có người đứng ra để xây lại. Đấy, trong trường hợp như thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc an sinh cho người dân ấy,
sẽ được cải thiện đáng kể nhờ cái những cái nghị định mới của chính phủ về luật đất đai. Dạ vâng. Và tiếp theo của kênh tài sản khác chúng tôi có nhắc đến đó là Axi Infinity tăng 7 lần trong vòng chưa đầy một tháng, và FOMO hay là xu hướng của tương lai. Thì trước là gì? Thì Axi Infinity là đồng token được phát hành dựa trên game online cùng tên. Game Axi Infinity là tựa game dựa trên nền tảng NFT. Và khi mà vậy thì có một số câu hỏi đặt ra, đó là chơi game Axi có khó hay không, hoặc là tìm kiếm từ game Axi có khó, và số vốn tối thiểu ban đầu để có thể mua 3 nhân vật rơi vào khoảng là 1.000 USD. Axi Infinity đơn giản chỉ không đơn giản chỉ là trò chơi, đó là khi mà game thủ Axi có thể kiếm tiền thông qua lần làm nhiệm vụ trong game hoặc là bán nhân vật, và khi đó thì được trả bằng một đồng token khác được gọi là SLP. Và bắt đầu một xu với cái game này thì bắt đầu một xu hướng hay chỉ là trào lưu nhất thời? Thì câu trả lời ở đây đó là sẽ phụ thuộc vào mức độ phổ biến của game, ước tính quy mô là 2,8 tỷ người. Vậy thì anh Tuấn sẽ nói cho quý nhà đầu tư chi tiết hơn về cái kênh tài sản này ạ. Ok, thì nếu quý vị đã từng chơi game online thì quý vị sẽ hiểu ngay cái tiến độ game này như nào thôi. Giống như ngày xưa Tuấn hay chơi cái game con đường tơ lụa chẳng hạn, thì lúc đó là Tuấn cũng đi farm và kiếm ra vàng và mang vàng có thể bán ở trên thị trường, tức là ví dụ như cứ 1 triệu vàng thì bán được ra ngoài là 3.000 đồng chẳng hạn, thì cứ như thế là sẽ tạo ra tiền thôi. Thì game AC này, Infinity này cũng tương tự như vậy, họ cũng có những con hú và những con hú thì có thể bán được, họ farm được ra tiền, rồi họ farm ra được rất nhiều thứ khác, họ có thể giao dịch được với nhau. Thì cái việc mà game này nó tạo ra tiền hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào việc mà cái cốt truyện của game hay không, và cái cốt truyện này có thu hút được thêm người vào chơi hay không. Và hiện tại ACE Infinity thì được review game là một bộ game rất là hay, có tính chiến thuật rất là cao. Khi mà bắt đầu vào thì mỗi quý vị sẽ được ba con vật, và ba con vật đấy sẽ được sắp xếp theo kiểu tấn công này, phòng thủ đó, và làm sao để cho khả năng chiến thắng là cao nhất. Thì cái việc mà vào mỗi một con vật đó lại có 5 chức năng, ví dụ sừng nó là có thể loại tính năng loại mộc, rồi đuôi nó có tính năng loại kim, vân vân, thì cái tính chiến thuật nó rất là cao. Nhưng đó là một câu chuyện về game, nhưng mà ở góc độ đầu tư thì Tuấn muốn chia sẻ quý vị một cái hình ảnh như này. Đây, để Tuấn share màn hình qua một chút. Đây, thì đây là một cái trang web token terminal. Trong này thì có nói đến rằng là doanh thu của các tượng các đồng coin trên thế giới, thì ICS là đồng coin này, quý vị nhìn thấy nó một cột rất là cao này, lên là 238 triệu đô. Nếu như chúng ta nhìn trong đấy 90 ngày, 30 ngày đây, thì 30 ngày gần đây nó vượt trội hơn so với đồng thứ hai là PancakeSwap. Đó, và càng ngắn thì cái mức độ vượt trội của cái doanh thu của đồng ICS này cũng đều vượt trội hơn so với đồng ở top dưới. Đó, thì chúng ta nhận thấy rằng là ICS là một cái câu chuyện nó rất là hấp dẫn của một nhóm người phát triển tại Việt Nam, đứng đầu là bạn Trung Nguyễn, và gần đây chúng ta có rất nhiều các bài báo phỏng vấn về anh chàng này. Mọi người nên nhớ rằng là doanh nghiệp này được thành lập năm 2018, và trong cái năm 2018 đến hiện tại họ mất khoảng 3 năm để họ đạt được mức vốn hóa khoảng 2,2 tỷ đô. Mức vốn hóa này có thể nhìn, tức là quy đổi sang tiền Việt đâu đó khoảng 500.000 tỷ, cao hơn của Vietcombank hay là Vietinbank hay của rất nhiều các công ty khác phát triển trong khoảng 20-30 năm. Đó, thì trong trường hợp thế thì Tuấn tin rằng là việc chúng ta đầu tư vào trên công nghệ, tức là các cổ phiếu công nghệ trong dài hạn, nó sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với các công ty truyền thống. Và nếu chúng ta có thể lựa chọn những doanh nghiệp mà có cái quy mô rất là lớn, thì đó là một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời. Thì cái câu chuyện đặt lại câu chuyện, câu hỏi rằng là NFT này có phải là một cái trào lưu hay không, thì Tuấn cho rằng là NFT này nó phụ thuộc vào cái độ hấp dẫn của game thôi, và càng nhiều người chơi thì nó sẽ càng game cái đồ trong game càng có giá. Ok, chắc là như vậy thôi, và Tuấn sẽ bỏ xe màn hình đi. Vâng, cảm ơn anh Tuấn vừa giải thích cho quý nhà đầu tư về kênh tài sản Axie Infinity hay là một cái game. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần câu chuyện đầu tư.
Và tuần này thì anh Tuấn sẽ mang đến cho nhà đầu tư câu chuyện gì ạ? Vâng, hôm nay chúng ta sẽ đến một câu chuyện khá là hấp dẫn về con hiệu ứng con ếch bị luộc. Thì đầu tiên là có một cái thí nghiệm rằng là người ta cho một con ếch vào một cái nồi, nước đấy rất là mát, khiến cho con ếch nó rất là thoải mái nằm trong ngồi đấy, trong cái nồi đấy. Và phía trên thì cái vung vẫn không được mở ra. Trong trường hợp đấy thì người ta bắt đầu bật cái lửa phía dưới lên, và cái lửa khiến cho cái nồi nước nóng lên từ từ, nhưng con ếch vẫn ngồi im trong đấy. Nó chịu được cái nước đấy cho đến khi bằng thấy rằng là cái nước trong nồi quá nóng rồi, nó không chịu được nữa thì nó không hề bật nhảy, nó không thể bật dậy được nữa vì nó đã kiệt sức. Đó, thì chúng ta nhận thấy rằng là câu chuyện nó giống hệt như cái ở góc độ tích cực thì con ếch là có cái khả năng thích ứng với nhiệt độ, khiến cho khi mà nhiệt độ tăng lên thì nó có thể điều chỉnh thân nhiệt để chịu được nhiệt độ đấy. Nhưng ở góc độ ngược lại thì do việc biến đổi nhiệt độ quá từ từ khiến cho con ếch không cảm nhận được điều đó và khiến cho nó chết đi mà không có một sự nỗ lực nào đáng kể để nhảy lên khỏi cái nồi. Thì chúng ta nhìn lại trong tài chính cá nhân thì nếu như chúng ta coi cái tiền của chúng ta là con ếch và lạm phát chính là cái ngọn lửa đốt ở dưới đấy, thì chúng ta biết rằng là nếu như tiền chúng ta không tăng dần theo thời gian thì tự nhiên là nó đã bị giảm đi theo thời gian, là cái sức mua bị giảm đi rồi. Ngày xưa khi mà Tuấn bắt đầu đi học năm 2004-2005 thì một cốc trà đá đâu đó chỉ 500 đồng, mà đến khi mà Tuấn ra trường năm 2008 thì một cốc trà đá khoảng 2.000 đến 3.000 đó. Và đến bây giờ thì giá trà đá đâu đó cũng khoảng 2-3.000, thậm chí một nơi nó bắt đầu lên 5.000. Thì đó, chúng ta nhận thấy rằng sức mua sẽ bị giảm dần theo thời gian. Rồi cách đơn giản nhất để cho kiểm tra cái sức mua tài sản mất đi bao lâu chính là cái lãi suất tiền gửi, đúng không ạ? Bởi vì nếu như tiền của bạn không tăng theo đúng bằng lãi suất tiền gửi thì tự nhiên rằng là coi như bạn đã bị mất đi khoảng, ví dụ lãi suất tiền gửi khoảng 6%, thì mỗi năm cái giá trị sức mua của bạn mất đi khoảng 6% rồi đó. Và nếu như bạn chỉ gửi tiết kiệm mà thôi thì coi như là cái sức mua của bạn không hề thay đổi theo thời gian. Câu hỏi thứ hai là nếu như trong trường hợp này chúng ta đầu tư vào đâu, thì có một số tài sản được chứng minh rằng tốc độ tăng trưởng vượt trội so với tiền gửi trong quá khứ như là đất đai này, đúng không? Nhưng mà đất đai thì đối với trong tương lai tôi nghĩ rằng là nó phụ thuộc vào cái khả năng tạo ra dòng tiền đều. Bởi vì sao? Vì trong cái giai đoạn mà khi đất nước mình mới thoát khỏi chiến tranh năm 1975 thì lúc đó là tỷ lệ sinh rất là cao, tỷ lệ sinh đâu đó khoảng 2.9 đến 3%. Đó, 3% cộng thêm 7% lạm phát nữa, hoặc là có những giai đoạn lạm phát lên rất là cao khoảng 17%, thì đương nhiên là giá của bất động sản tăng lên rất là mạnh. Nhưng thời điểm hiện tại thì một là cái vĩ mô của mình nó ổn định hơn rất nhiều, thứ hai nữa là cái tốc độ tăng trưởng dân hóa, tăng trưởng dân số nó không còn cao nữa, chỉ còn khoảng 1.5%, tức là giảm khoảng 70% so với thời kỳ trước đó. Thì đất đai chúng ta nên thiên theo hướng gọi là mua những của tài sản có dòng tiền đều. Nhược điểm của bất động sản đó là thanh khoản thấp và tiền bỏ ra tương đối lớn. Ngược lại thì ở góc độ khác chúng ta có cái quỹ chỉ số chẳng hạn, quỹ chỉ số ví dụ quý vị có thể xem quỹ chỉ số của trên sàn kiểu M1VFVN30 là quỹ 30 cổ phiếu lớn nhất sàn chứng khoán, hay là quý vị có thể chọn cái quỹ chỉ số quỹ VNDAX của VNDirect, thì lợi suất của các quỹ này cũng khá là ổn và tốc độ sinh lời đâu đó khoảng 13-15% trong khoảng 20 năm trong quá khứ. Nhược điểm thì cái độ nó có độ biến động trong ngắn hạn, ví dụ bất động sản thì do nó không có cuốt giá, tức là nó không có cái ngày nào có người đến mua bán của bạn nhưng bạn cũng biết rằng giá nó bao nhiêu. Nhưng mà cái nhược điểm của quỹ chỉ số là ngày nào có người đến mua, người đến bán, khiến cho cái giá nó biến động này trong ngắn hạn. Như vậy nếu như quý vị nhìn trong forward rất là dài hạn khoảng 5, 10 năm, 15 năm thì sẽ thấy rằng giá các tài sản tăng lên rất là đều khoảng 15% một năm đó. Thì quan điểm của Tuấn ở đây rằng là quý vị có thể đầu tư ngay vào quỹ chỉ số, nó sẽ bảo vệ được cái tiền của quý vị trong dài hạn. Như vậy là chúng tôi đã cập nhật xong 5 phần của chương trình ngày hôm nay. Vậy trước khi mà chuyển sang phần câu hỏi, chuyên gia trả lời những câu hỏi, thì tôi xin phép được giới thiệu những cái chương trình của chúng tôi để quý nhà đầu tư nhớ theo dõi. Chương trình của chúng tôi ngoài chương trình La Bàn Đầu Tư thì chúng tôi có chương trình Tiêu Điểm Đầu Tư. Chương trình này của chúng tôi có chương trình Tọa Đàm Đầu Tư. Và chương trình này thì chúng tôi đang dành riêng cho khách hàng của VNDirect. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 15:30 thứ tư hàng tuần. Trong chương trình thì các chuyên gia của chúng tôi sẽ cùng quý nhà đầu tư bàn luận về mã cổ phiếu và thị trường. Chương trình thứ hai đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Chương trình này thì chúng tôi sẽ được live stream trực tiếp vào lúc 15:30 thứ năm hàng tuần. Với chương trình này thì chúng tôi sẽ đi phân tích một mã cổ phiếu với góc nhìn tích cực và tiêu cực để quý nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát về mã cổ phiếu đó.
và thứ ba đó là chương trình đối thoại với PM hay là trò chuyện cùng với chuyên gia. Thì chương trình này chúng tôi sẽ được live stream vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy 2 tuần một lần. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có hai cộng đồng, đó là cộng đồng VN Direct đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và cộng đồng giao dịch chứng khoán DTrade. Quý nhà đầu tư có thể tham gia vào đó để có thể trao đổi cùng với chúng tôi. Và tất cả những thông tin của chúng tôi thì được cập nhật ở trên page trung tâm tư vấn đầu tư VN Direct. Thì ở đây thì tôi có để mã QR code, thì quý nhà đầu tư hãy kích vào đó để tham gia vào cộng đồng hay là live page của chúng tôi để được cập nhật những thông tin một cách sớm nhất. Dạ vâng. Chắc là hôm nay thị trường khá là tốt nên là chưa thấy quý nhà đầu tư nào đặt câu hỏi. Có một câu hỏi đây ấy, có một câu hỏi của bạn Tạ Ngọc Cầu là đánh giá thế nào về ACV. Thì đối với trường hợp của ACV thì vẫn thấy cổ phiếu này cổ phiếu khá là tốt ở góc độ gọi là doanh nghiệp này doanh nghiệp có cái tính độc quyền trong trong các cảng hàng không đó. Nếu như chúng ta xem xét ở một số các công ty thế giới như ở khu vực Malaysia hay là Singapore hay là ở Philippines thì giá của những doanh nghiệp này thường ở mức định giá rất là cao. Trong trường hợp đấy thì còn thấy rằng là ACV đang được định giá ở mức khá là rẻ. Tuy vậy thì nhược điểm rằng là ACV chưa câu chuyện nào tăng giá, nhất là trong điều kiện mà thị trường dịch hiện nay đang rất là gay gắt này. Và như Tuấn vừa mới nói rằng là những doanh nghiệp mà có được phục hồi từ đáy hay lên đáy lên hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào việc rằng là cái tiến độ tiêm vaccine. Và nếu như khi nào tiến độ tiêm vaccine của Việt Nam mình đạt được đâu đó khoảng 70% tổng số dân số, lúc đó mới là lúc chúng ta xem xét những cổ phiếu dạng như ACV như này. Bởi vì nó luôn luôn có độ trễ là từ khi tiêm vaccine xong cho đến khi bắt đầu mở cửa đường bay trở lại. Đó, đấy là cái vấn đề Tuấn đề xuất với cả ACV. Dạ vâng. Với mã cổ phiếu ACV này thì trong chương trình cổ phiếu 360 thì chúng tôi đã thực hiện về mã ACV này. Thì để theo dõi chi tiết thì quý nhà đầu tư có thể vào kênh cổ phiếu 360 ở trên YouTube của chúng tôi, đó là VN Direct Official, để có thể theo dõi về mã cổ phiếu này. Có một câu hỏi về Vũ Hoàn ấy. Dạ vâng. Anh Tuấn đánh giá như nào về VHC ạ? VHC thì có một đặc điểm rằng là họ đang ở trong cái đáy của chu kỳ, tức là nền kinh tế, tức là họ bị hít rất nhiều thứ. Một là cái giá cá ở mức rất là thấp này, thứ hai nữa là do cái hỏng cái chuỗi cung ứng toàn cầu, cước container lên rất là cao, chính vì vậy vận chuyển hàng đi của họ và rất nhiều khó khăn đó. Thì chính là hai điều đấy nên VHC đang ở điểm khó khăn nhất của chu kỳ. Ngược lại họ cũng có rất nhiều các động thái mới, ví dụ như họ tăng công suất của collagen này, họ đẩy mạnh sang mảng dầu cá này, thì đấy là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy doanh nghiệp này có thể phục hồi mạnh mẽ sau khi mà những khó khăn đi qua đó. Ngược lại thì Tuấn cũng đề xuất thêm rằng là quý vị có thể theo dõi thêm một số doanh nghiệp khác như kiểu SMC, ANV, đúng không ạ? Ví dụ như ANV thì họ có thêm mở được cái thị trường vào Mỹ, trong đó thì thị trường Mỹ là thị trường truyền thống của Vĩnh Hoàn rồi. Bây giờ ANV họ tăng công suất lên gấp 4 lần, từ 220 vùng nuôi lên khoảng 720 vùng nuôi, thì họ nở mở công suất. Chính việc mở công suất đấy khiến cho cái lợi thế của ANV nó sẽ cái upside sẽ cao hơn. Có một câu hỏi của bạn Hùng Đinh là MIG anh đánh giá thế nào ạ? Ngành điểm là một ngành khá là hay. MIG thì cái trước đây thì họ chưa hiệu quả lắm, trừ từ khi họ bắt đầu thay đổi tổng giám đốc, tức là thay đổi anh Huynh từ bên MB sang bên MIG làm tổng giám đốc. Nếu như mọi người nhìn trên cà phê F hay trên ấy thì anh vẫn là phó giám đốc thường trực thôi nhá. Nhưng nguyên nhân anh ấy làm tổng giám đốc bởi vì anh ấy mất một khoảng thời gian để anh xin được cái chỉ thị, cái đồng ý của Bộ Tài chính. Thì khi anh bắt đầu về đây năm 2019 hay 2020 thì còn không nhiều lắm, thì cái văn hóa phát triển của mấy giờ cũng vừa tăng lên rất là nhiều đó. Thì cái phí bảo hiểm gốc của họ tăng trưởng đâu đó khoảng 40-50% trong vòng 2 quý vừa qua. Thì đấy, chúng ta nhìn thấy rằng là MIG đang có văn hóa rất là năng động, và Tuấn tin rằng là cái mức giá hiện tại vẫn đang khá là rẻ cho một cái công ty tốt như vậy. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Đỗ Toàn đó là các bạn cho đánh giá về LCG. Mình thấy trên web công ty mã này thuộc hàng tăng trưởng và giá trị. Các bạn cho đánh giá về doanh nghiệp.
Likuti thì họ có một đặc điểm rằng là họ làm nhà thầu cho các LCG đúng không? Likuti 16 đúng không? Là họ làm nhà thầu cho các doanh nghiệp điện ấy. Thì một đặc điểm bây giờ thì họ vẫn đang được hưởng lợi nhờ có rất nhiều dự án điện được đưa ra. Tuy vậy thì ngược lại thì ở góc độ lợi thế cạnh tranh thì sau khi cái trend này đi qua thì lợi thế của họ không có nhiều. Đó thì chúng ta cần phải xem xét về sẽ được vài doanh nghiệp này. Và trong trường hợp mà đầu tư tích sản thì quý vị đầu tư có thể tham khảo thêm một số các doanh nghiệp, các cổ phiếu trong cái danh mục tăng trưởng của VinDirect nằm ở trên trang Facebook của VinDirect mà vừa nãy bạn Viên nó chia sẻ. Đó. Thì Likuti là một doanh nghiệp có thể tốt trong ngắn hạn nhưng mà trong dài hạn tôi nghĩ rằng là không được tốt lắm vì không có lợi thế cạnh tranh nhiều. Và tiếp theo đọc của bạn MV Thiện, đó là anh đánh giá như thế nào, đánh giá lâu dài về mã DLG ạ? DLG thì không đánh giá bản thiện nhé, vì DLG hiện tại cái mức sinh lời của họ cũng đang chưa được ổn định cho lắm. Của bạn Phương Trần Thị Ngọc, đó là ngành công nghệ thông tin có mã nào tốt ngoài FPT không ạ? Hiện tại thì FPT đang vượt trội hơn rất nhiều so với các công ty còn lại. Ví dụ như là tổng số lượng nhân viên của FPT đâu đó khoảng 20.000 trên 20.000. Trong cái đó một doanh nghiệp đứng ngay sau đó thì là CMG thì có đâu đó chỉ khoảng 2.500. Thì chúng ta nhận thấy rằng là cái lợi thế của FPT so với cả các doanh nghiệp đứng sau nó quá lớn đi. Thành ra là giống kiểu của mình một chợ ấy. Thì nếu chúng ta đầu tư thì nên đầu tư vào những doanh nghiệp mà có cái vị thế nó lớn hơn một chút. Và nhất là Tuấn vừa nói câu chuyện rằng là khi chúng ta đầu tư vào ngành nào đó, chúng ta phải nhìn xem rằng là quy mô thị trường đấy lớn hay không. Thì FPT nó là doanh nghiệp toàn cầu và quy mô thị trường nó là đang cạnh tranh các ông lớn như thế giới rồi. Đó, thì chúng ta cần phải nhìn câu chuyện như vậy. Ok, còn câu nào nó không phải là... Vâng, có bạn Đỗ Như Thành có đặt câu hỏi, đó là anh đánh giá về QTP. QTP thì là cổ phiếu tôi nghĩ rằng có thể mua để ăn cổ tức, ok, không vấn đề gì cả. Chúng ta nhìn xem là cái mức độ cổ tức chúng ta yêu cầu là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ mua theo cái suất cổ tức mà hiện tại công ty đấy đang trả. Đó. Thì vâng, tức là cổ phiếu này cổ phiếu ăn theo cổ tức. Vâng, tiếp đi. Có bạn Nhóc Hạt Tiêu thì có đặt câu hỏi đánh giá như nào về PTP, và bạn John Trần cũng hỏi về mã TBB và KBC trong view dài hạn hoặc là tích sản. PTB tức là PTB tức là Phú Tài thì đúng không? TP Phú Tài đúng không? Dạ. Thì bạn câu hỏi về Phú Tài thì Phú Tài là một doanh nghiệp. Câu hỏi của bạn là về Tiên Phong anh ạ. Câu anh thấy Nhóc Hạt Tiêu thì PTB và Phú Tài đúng không? Dạ. Ok, anh sẽ trả lời cả hai. Thì Phú Tài trước đi, vì Phú Tài họ có cái mảng gỗ của họ là họ đang phát triển rất là mạnh mẽ, nhất là khi mà Trung Quốc họ giảm cái việc xuất khẩu gỗ, khiến cho cái cơ hội cái mảng gỗ đấy chuyển dịch sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Và PTB hay là gỗ Đức Thành là những doanh nghiệp đang được hưởng lợi rất nhiều từ cái này. Và nếu như quý vị có nhìn cái tốc độ tăng trưởng mảng gỗ của họ thì tăng trưởng gần như 100% theo quý luôn. À một Ionia tức là theo quý, nhưng mà tính là Ionia tức là theo cùng kỳ năm trước. Đó thì PTB hay Gỗ Đức Thành là doanh nghiệp đang được hưởng lợi rất nhiều từ cái này. Đó thì ở đây chúng ta vẫn nghĩ rằng PTB vẫn khá là tốt trong khoảng thời gian 1 đến 2 năm tới. Đó về mảng gỗ. Năm nay thì mảng của PTB, mảng đá hay mảng ô tô thì họ chỉ là phục hồi thôi. Họ không phải là cái gì đó vượt trội. Tuy vậy thì năm nay PTB cũng có thêm một cái mảng mới nữa là mảng bất động sản. Thì khi mảng bất động sản thì cái lợi nhuận họ rất là tốt, và cái rủi ro mà giảm giá, tức là cái câu chuyện để giảm giá cổ phiếu thì tôi nghĩ là chưa có, nên chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ và mua nắm giữ cổ phiếu này ít nhất là hết năm nay. Câu chuyện về TP Bank thì tôi nghĩ là đây là doanh doanh nghiệp ngân hàng rất năng động và ngân hàng rất năng động và nhỏ nhưng năng động, thì đây là thời điểm rất là tốt để giữ cổ phiếu này. Và chúng ta cũng nhận biết rằng là trong cái phần mà slide của là bạn đầu tư cũng nói đến rằng là doanh nghiệp này được tăng cái room tín dụng lên rất là cao, 17,4%. Đó thì TP Bank là doanh nghiệp rất là tốt để mua và nắm giữ tích sản. Kinh Bắc thì Tuấn cho rằng là họ quan điểm cá nhân thôi, thì Tuấn cho rằng là Kinh Bắc họ không được ok lắm,
Nhất là quỹ đất của họ rất là rộng, rất là tốt trong cả một giai đoạn rất là dài vừa qua, nhưng mà khó kinh doanh vẫn chưa hiệu quả. Đó, thì trong điều đấy thì Tuấn nghĩ rằng Vinmark không ok lắm trong việc nắm giữ dài hạn. Vì vậy trong ngắn hạn có rất nhiều câu chuyện như việc cung cầu nhé, thì Tuấn không nói. Nhưng mà ở góc độ cá nhân thì Tuấn cho rằng là Vinmark không được ok lắm ở góc độ của dài hạn. Dạ vâng, thì chương trình của chúng tôi cũng có thời hạn, chính vì vậy mà quý nhà đầu tư còn rất là nhiều những câu hỏi ở dưới, thì chúng tôi xin phép được trả lời trực tiếp ở dưới comment cho quý nhà đầu tư. Cảm Hay ơn là quý trả nhà đầu lời tư một đã theo. một một hai câu hỏi nữa em, trả lời thêm khoảng hai câu Dạ hỏi vâng. nữa đi thì kết thúc. Dạ vâng ạ. Vậy thì câu hỏi của bạn Nhật Tình đi ạ. Cho hỏi TCB và STB chiều giữ ạ. Xin cảm ơn anh Tuấn ạ. Techcombank thì họ có hai câu chuyện. Một là việc cái cơ bản doanh nghiệp khá là tốt rồi, đúng không? Doanh nghiệp, câu chuyện doanh nghiệp như họ được mở rộng nới đi room tín dụng này, cao họ rất là cao này, rồi họ phát triển rất nhiều cái để họ giảm được chi phí, thì Techcombank tôi nghĩ là một cơ hội rất là tuyệt vời nắm giữ. Ngoài ra thì có một số thông tin rằng là họ sắp IPO mảng TCBS, và TCBS của họ là một doanh nghiệp tôi nghĩ là hàng đầu Việt Nam nếu như tính về lợi nhuận nhé. Thì lợi nhuận trước thuế của họ là 1.800 tỷ của mảng TCBS ấy. Và họ bắt đầu roi vào top 10, top 7 thị phần trên sàn lô xe. Thì đó thì tôi nghĩ rằng là Techcombank có rất nhiều câu chuyện để kể trong khoảng 6 tháng tới đến 1 năm tới. Rồi thứ hai nữa là về STB à, đúng không? STB thì STB là một doanh nghiệp mà ngày xưa là một doanh nghiệp khá là ok, cho đến khi mà họ bị sáp nhập, bị cái nợ xấu của bên Phương Nam gắn vào. Tuy vậy thì gần đây thì cái câu chuyện của họ đang sáng trở lại khi mà họ đang tái cơ cấu được cái nợ xấu. Mà mọi người biết rằng là trong cái mảng ngành ngân hàng ấy thì có một đồng vốn chủ thì có thì nó có thể thường đòn bẩy lên khoảng rất nhiều đồng tài sản. Chính vì thế nên chỉ cần giải quyết được một đồng nợ xấu thôi sẽ khiến cho cái khả năng kinh doanh của doanh nghiệp tốt lên rất là nhiều. Như vậy mà trong trường hợp hiện tại thì mặc dù STB là một doanh nghiệp khó nhìn hơn Techcombank, khó nhìn hơn rất là nhiều. Tuy vậy thì tôi nghĩ rằng là STB cũng là một doanh nghiệp khá là đáng để nắm giữ trong cái giai đoạn mà họ tái cơ cấu được nợ xấu. Đó là câu cuối cùng thôi Duyên nhỉ. Dạ vâng, và câu hỏi cuối cùng đó là của bạn Thanh Vũ Đinh, đó là anh đánh giá thế nào về ACB và OCB ạ? ACB và OCB tức là banh đúng không ạ, ngân hàng đúng không ạ, Đúng thì rồi, là OCB cũng là banh nhỉ. một ngân hàng rất là tuyệt vời, ngân hàng nhỏ và gọi là nhỏ nhưng có võ, và họ phát triển mảng bán lẻ rất là tốt. Thì OCB tôi nghĩ là một doanh nghiệp rất là ngân hàng rất là tốt để mua và nắm giữ. Đối với trường hợp của ACB thì chất lượng tài sản ngân hàng này rất là tuyệt vời, họ thiết lập cũng khá là ổn. Tuy vậy người nhược điểm của ACB đó rằng là lãnh đạo doanh nghiệp thì lãnh đạo ngân hàng thì gần như là họ không có nhiều cái định hướng kinh doanh mới trong thời điểm hiện tại. Và Tuấn có nói chuyện với cả một số bạn ở bên trong của ACB thì lãnh đạo bên đó có nói rằng là họ nói không với cả bên mảng trái phiếu, thì họ cho rằng là nếu như họ có thể vay, tức là cái doanh nghiệp ấy có thể vay ngân hàng cần gì phải phát hành trái phiếu. Đó thì cái cách của họ đi nó rất là thận trọng và an toàn. Chính cái điểm đấy khiến cho Tuấn lo sợ rằng là về mặt kinh doanh khoảng 4 đến 5 năm tới ACB sẽ không có nhiều câu chuyện nổi bật. Tuy vậy thì thời điểm hiện tại họ có rất nhiều câu chuyện kỹ thuật, ví dụ như là vào VN30 đó thì khiến cho cái thanh khoản của cổ phiếu tốt lên. Tuy vậy nhìn trong dài hạn thì ACB Tuấn đang nhìn chưa nhìn thấy cái động lực tăng trưởng mới của họ là gì. Đó thì nói qua một chút như vậy. Vâng, và những câu hỏi khác của quý nhà đầu tư thì chúng tôi xin phép được trả lời trực tiếp ở dưới comment vì chương trình của chúng tôi có giới hạn. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.